phương Tây yếu thế trước Nga trên chiến trường Ukraine như thế nào? Nội lực của Nga vượt qua các lệnh trừng phạt khiến phương Tây khó xoay sở. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tin ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, theo đánh giá của giới quan sát quân sự, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không được suôn sẻ lắm và mắc nhiều sai lầm chiến thuật trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó quân đội Nga đã có điều chỉnh và trưởng thành trên các mặt, bao gồm cả năng lực chỉ huy. NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. Ban lãnh đạo EU thậm chí lo sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra với họ. Phương Tây đang cho thấy họ yếu thế hơn Nga nhiều mặt trong cuộc xung đột tại Ukraine. Phương Tây đang đối diện với nguy cơ thất bại ở Ukraine khi các chính sách của họ đối với cuộc xung đột này bị chệch hướng. Cách tiếp cận của châu Âu ngày càng phản ánh không đúng thực tế trên thực địa. Các nỗ lực của họ để trừng phạt Nga và thúc đẩy ý tưởng gửi quân tới Ukraine đều tỏ ra phản tác dụng. Một ví dụ điển hình cho điều này là Đức. Quốc gia này có thái độ nhiệt tình ủng hộ Ukraine đối đầu với Nga. Khi nói về Tổng thống Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thậm chí còn không nhắc đến chức danh Tổng thống Nga nữa, mà chỉ gọi cụt ngủn là Putin. Thế nhưng, Đức sẽ không dám gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine nữa, bởi vì Nga đã nắm rõ kế hoạch này qua việc chặn thu đoạn nói chuyện mật của giới tướng lĩnh Đức. Phía Nga đã nói với Thủ tướng Scholz rằng họ sẽ trả đũa nếu ông gửi tên lửa Taurus cho Ukraine. Tên lửa Taurus là loại vũ khí có khả năng bắn tới thủ đô Moscow từ lãnh thổ Ukraine. Tất cả các lãnh đạo đều hiểu rằng Nga đang từng bước giành thắng lợi ở Ukraine, còn Ukraine thì đang thất bại từng chút một. Chính vì vậy, Tổng thống Pháp Macron đang rất nỗ lực xây dựng một liên minh đưa quân NATO tới Ukraine. Tuy nhiên, những người đồng cấp của ông trong EU chỉ lắng nghe chứ không hưởng ứng. Điều này là dễ hiểu. Từ góc độ chiến dịch, không dễ để đưa quân NATO tới Ukraine ngoài những thành phần được cho là đã có mặt sẵn tại đó. Mặc dù NATO được cho là mới chỉ đưa một số quân của mình tới miền Tây Ukraine, nơi hiện không có chiến sự, khối này vẫn thừa hiểu rằng nếu binh sĩ NATO sang miền đông Ukraine, quân đội Nga sẽ sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay để tiêu diệt họ. Châu Âu ngoài Nga cũng thiếu thốn hệ thống phòng không. Nếu họ chuyển thêm các hệ thống đó sang Ukraine để bảo vệ binh sĩ của mình, thì họ cũng sẽ rơi vào thế không được bảo vệ ngay tại quê nhà. Trên thực tế, phương Tây đã cạn kiệt hệ thống phòng không tới mức độ chưa từng có tiền lệ do viện trợ nhiều cho Ukraine trong thời gian qua. Hầu hết các quân đội ở châu Âu đều thiếu nhân lực và thiếu ngân sách. Lục quân châu Âu nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm tác chiến. Chiến đấu ở Afghanistan, Iraq hay vùng Sahel không giống như chiến đấu với quân đội Nga hiện đại, được trang bị tốt và giàu kinh nghiệm tác chiến quy mô lớn. Đáng lưu ý, tất cả các kế hoạch của phương Tây nhằm đánh bại Nga cho đến nay đều phá sản. Khi Ukraine sử dụng ồ ạt vũ khí nóng của phương Tây, lại nhận được thông tin dồi dào cũng do phương Tây cung cấp, cùng hàng ngàn UAV và rất nhiều đạn dược mà vẫn thất bại khi phản công, thì tương lai của họ tất yếu trở nên u ám. Một báo cáo của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy tỷ lệ thương vong giữa quân Ukraine và quân Nga là 7-1 hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Ngành công nghiệp Nga đang sản xuất thêm nhiều vũ khí với chất lượng tốt hơn và đang vượt xa phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Dù rằng châu Âu và Mỹ đang tích cực nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất quốc phòng, họ vẫn phải mất nhiều năm nữa để sản xuất đủ vũ khí, thay thế những vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Ngày nay, phần còn lại của châu Âu đang tỏ ra e ngại Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Trước nỗi sợ trên, châu Âu đang phản ứng lại nhưng có vẻ là theo một cách bất hợp lý. Thay vì tìm cách ngăn chặn một thảm họa ở Ukraine, họ lại đang đẩy mạnh nỗ lực trừng phạt Nga, gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này và sẵn sàng chiếm hữu tiếp các tài sản của Nga bị đóng băng rồi trao lại cho Kiev. Dường như Liên minh châu Âu chưa tính nhiều đến suy nghĩ và phản ứng của Moscow trước các động thái đó. Xét một cách khách quan, châu Âu không có nhiều thứ có thể làm được để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Vấn đề lớn của Ukraine là thiếu nhân lực. Qua thực tế, tinh thần quân đội Ukraine cũng xuống thấp. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện phải trông chờ vào các chiến thuật không mang lại nhiều hy vọng, chỉ gây thêm thương vong cho họ như khi cố sức tấn công Kryvyi hay cố thủ tại Avdiivka. Đợt tấn công gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga quanh Belgorod cũng giống như các đòn đánh tự sát với thương vong lớn cho bên tấn công. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông không chấp nhận một nền hòa bình ở Ukraine do ông Putin quy định, nhưng như thế cũng gần tương đương nói rằng ông Scholz sẽ không để cho ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, căn cứ trên cục diện thực tế hiện nay, có khả năng xung đột Ukraine sẽ kết thúc khi quân đội Ukraine quyết định rằng mình không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Mặc dù quân đội Ukraine được phương Tây viện trợ vũ khí, tuy nhiên khả năng ngụy trang hạn chế các thiết bị quan trọng và thực tế là xe tăng hạng nặng của phương Tây không hoàn toàn phù hợp với địa hình lầy lội trên khắp Ukraine. Chính điều này đã giúp Nga thành công hơn trong việc tấn công, phá hủy các trang thiết bị quân sự của Kiev. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, 3 tháng đầu năm 2024 đã chứng kiến nhiều tổn thất về vũ khí, trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine ngày càng tăng mạnh. Ukraine đã mất 6 HIMA, hệ thống pháo phản lực cơ động cao và 5 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot kể từ đầu năm. Nga tuyên bố đã phá hủy các HIMA trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Đoạn phim trực tuyến hồi đầu tháng này dường như lần đầu tiên xác nhận việc HIMA của Ukraine đã bị phá hủy. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi 39 HIMA tới Ukraine và cam kết bổ sung thêm tên lửa HIMA trong gói viện trợ được công bố hồi đầu tháng này. Ukraine đã ca ngợi hiệu suất của HIMARS và có thái độ tương tự đối với Patriot, vốn được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga và được coi là tiêu chuẩn vàng của hệ thống phòng không. Kiev đã vận động mạnh mẽ để có thêm nhiều hệ thống Patriot. Cho đến nay, Mỹ đã gửi một khẩu đội và Kiev cũng nhận được một số hệ thống tên lửa này từ các nguồn khác. Mỗi khẩu đội Patriot có một số bệ phóng chứa và bắn tên lửa. Các thông tin hồi đầu tháng này cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã hạ gục 2 bệ phóng Patriot cho một đoàn xe Ukraine. Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's London, chia sẻ với tờ Newsweek rằng lực lượng Ukraine đã bố trí các khẩu đội Patriot gần tiền tuyến, nhưng không rõ Nga đã nhắm mục tiêu thành công với bao nhiêu bệ phóng. Kể từ đầu năm 2024, Nga tuyên bố đã phá hủy một loạt các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine và do Ukraine vận hành. Các nhà phân tích phương Tây và các nguồn tin Ukraine cho rằng Nga đã điều chỉnh các kỹ thuật chiến thuật của mình, rút ngắn thời gian giữa việc xác định vị trí các tài sản quan trọng của Ukraine và tấn công các thiết bị này trước khi Kiev có thể di chuyển các hệ thống như HIMARS đi nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng tuyên bố hôm 20 tháng 3 rằng Ukraine đã mất 4 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 27 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 5 xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã sử dụng xe Abrams và Bradley trong các cuộc đụng độ ác liệt xung quanh thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk mà Nga đã giành quyền kiểm soát vào giữa tháng 2 vừa qua và trong các trận chiến tiếp theo ở phía tây khu vực chiến lược này. Chuyên gia Miron trước đó đã nói với tờ Newsweek rằng những loại xe tăng như Abrams chỉ mới xuất hiện ở tiền tuyến gần đây vì Ukraine đã hạn chế triển khai. Những hạn chế về khả năng ngụy trang các thiết bị quan trọng của Ukraine và thực tế là xe tăng hạng nặng của phương Tây không hoàn toàn phù hợp với địa hình lầy lội trên khắp Ukraine đã giúp Nga thành công hơn trong việc tấn công phá hủy các trang thiết bị quân sự của Kiev. Ông Shoigu thông báo thêm, Nga đã bắn hạ khoảng 420 máy bay không người lái và 67 tên lửa của Ukraine trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối tuần trước, theo hãng thông tấn TASS. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi, quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.